Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 24 tháng 6 có nơi trên 100mm như Suối Giàng, Yên Bái 115,4mm, Chi Phú, Tuyên Quang 76,6mm, Yên Thượng, Bắc Cạn 64mm, Kim Bình, Hòa Bình 165,6mm. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này sẽ còn kéo dài đến khoảng sáng ngày 26 tháng 6 và thời gian mưa lớn tập trung vào đêm đến sáng, ban ngày sẽ giảm cường độ. Cái lượng mưa phổ biến cho cái đợt này trong khoảng 150 cho đến 120. Cục bộ sẽ có những điểm lên đến 200mm và trên 200mm. Thì cũng theo nhận định của chúng tôi thì cái khu vực mà có khả năng chịu tác động ấy, cục bộ có những điểm ấy, là tập trung nhiều trên khu vực Bắc, đặc biệt là khu vực các cái tỉnh như Lào Cai này, Yên Bái này, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình và một số điểm ở khu vực phía Đông Bắc. Theo chuyên gia về địa chất và khoáng sản, sau thời gian nắng nóng kéo dài mà có xảy ra mưa lớn, dồn dập, kéo dài khiến đất của sườn dốc không đủ thời gian điều chỉnh trạng thái, bị mất ổn định và giảm sức bền, từ đó gia tăng khả năng trượt lở. Mưa kéo dài thì làm cho cái sườn đó nó bão hòa và nước bão hòa thì thứ nhất là nó sẽ làm giảm cái sức bền của đất đá tạo nên cái sườn dốc đấy. Thứ hai là nó làm tăng cái tải trọng, làm tăng cái lực mà có thể gây ra trượt. Với những dự báo và nhận định như vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động các phương án phòng chống mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, sẵn sàng di rời khi có yêu cầu từ chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Dự báo từ chiều và đêm ngày 26 tháng 6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Khoảng ngày 27 đến ngày 28, một đợt nắng nóng mới sẽ quay trở lại. Trong đợt này, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 39 độ.